Cái bình tĩnh thôi, nhẹ nhàng. Bình tĩnh thôi, dưới ấy, lúa này ấy quá rồi. Đất ở dưới này, mấy cái ruộng này khô cứng luôn này. Ngày mai phải gọi bò vào đây để cày. Mai cho bò vào cày là đẹp. Để mấy ngày nữa nó cứng mất. Ra tông giờ cắt ngon rồi. Đội này vụ sau cắt lúa thì vô địch luôn. Này, này, La Tông này. Năm đầu tiên thôi, mấy hôm đầu thôi, nhưng bây giờ thì cũng ok rồi, cũng ngon lành rồi. Đó các bạn, đây là ruộng thứ 3, à, thứ 2 này. Còn đây là thứ 3 này, thứ 4. Đó là còn hôm nay là còn 4 ruộng này, còn 2 ruộng này nữa, một lát nữa mà cắt sẽ cắt hết luôn. Ngày hôm nay là sẽ cắt xong 4 ruộng, vừa cắt rồi cố gắng là vừa xong, vừa đập rồi vừa cắt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À cũng tầm khoảng độ sắp xỉ 40 anh ạ. Vitor, que si hoy você ajuda a ir lá no vila. Vai no villa, ta vai đẹp bôi bôn ta. Lúa đẹp thật, công nhận. Mình cái lúc chuẩn bị lúa thì bắt đầu đi làm ấy từ giờ mới vào, đẹp thật. Lúa bây giờ thì tuyệt vời. Ra. À. Mana? Vem buscar aqui. Começa a tirar já aqui, vai lá. Lúa dễ dụng lắm. Từ cái mấy anh em này cắt xin gốc nó quen. Không sợ mất gốc dạ, cái này rơm dạ tận dụng hết. Hả? Come sa tirar la direto. Yeah. À cây này là Việt Nam, nếu mà cắt cây thì khoảng 5 6 cây mới được một bó lượng, bây giờ đây 3 cây. Đây này. Mình cấy cây to. Nhưng mà vụ đến vụ mùa khô này phải rút kinh nghiệm cấy cây nhỏ, không cấy cây to này. Đó các bạn, đây là mọi người vẫn đang hăng say lắm các bạn, gần xong rồi. Đó. Đang đập lúa đây, còn anh em mình ở phía bên này thì đang chuẩn bị nấu nồi mì. Anh ra bằng này thiếu nước rồi. Cho thêm vào, nở nhiều lắm, mì nở nhiều lắm. Bao quá.